Trâu đi. Hiện tại mình đang có mặt tại Đập Vườn Đồng Thanh nha mọi người. Đấy là thương bản mình. Hello vậy quá. Xin chào tất cả mọi người. Nhưng mình đang đi kiệm một nơi để triển khai cái ẩm thực nha mọi người. Hôm nay Đập Vườn lượng to quá nên không có cái bài để mà ngồi ở dưới. Một mình phải lên ở trên đất, đồ đất cao hơn. Để đây đi, không coi được cái hồ. Đấy nó chặn hết rồi. Chào mọi người nhé. Bọn mình vừa đi ra một cái view rất đẹp mọi người nhé. Để mình cho mọi người xem luôn. Quá tuyệt vời luôn. Tốt. Bây giờ đến một cái view rất là đẹp luôn. Mình cho mọi người xem. Ở đấy là Đập Vườn Đồng Thanh, Yên Thanh, Nghệ An nha mọi người. Sau một hồi đi từ trong rừng ra thì mà mình và thân bạn kiếm được một cái view rất là đẹp. Quá tuyệt vời lắm mọi người ạ. Mình không dùng nhảy cho nên là phải. Quá đẹp lắm mọi người ạ. Không biết trong máy ảnh như thế nào nhưng mà mình nhìn ngoài là rất tuyệt vời. Đi từ từ quá. Hello chào mọi người vậy. Hiện xe máy của mình đang để trong ở ngoài xã kia nhưng mà bây giờ mình đi qua một cái đồi rồi không biết để xe bên kia có sao không. Rồi. Mình và các bạn đang đi kiệm một cái bài để chuẩn bị làm một số thử cho mọi người. Mình thấy view ở đây rất là tuyệt vời lắm. Đập Vườn Đồng Thanh Yên Thanh nha mọi người. Đây. Bọn mình giờ thử đi lên phía bên kia của đồi xem có cái gì. Ở đây có cái núi rất là đẹp luôn mọi người này. Rất là mệt mọi người. Được thôi. Mệt rồi. Mọi người ai có dịp thì lên Đập Vườn Đồng Thanh Yên Thanh nhá. Có rất là nhiều view luôn. Hồ nước rồi núi. Rất là đẹp luôn. Để mình lên đỉnh cái đồi này mình quay lại cho mọi người xem ở phía dưới. Ôi giời. Đi lên đỉnh đồi nhìn chỗ rất là đẹp mọi người ạ. Thấy có cái cò. Mình lần đầu lên đây luôn. Ôi trời. Đấy nha mọi người. Rất là tuyệt vời. Mình nhào lên đỉnh đôi mệt quá. Ở đây có một cái núi rành cực cao luôn mọi người này. Thượng bàn mình liệt rồi. Mình rất là thích đi đến những cái vùng núi như thế này. Cảnh rất là đẹp. Rất là thiên nhiên.
cái núi đẹp vậy, cái nhìn đẹp vậy. Bây giờ mình lên cái ngọn đồi cao hơn cho mọi người. Hôm nay rất là lành luôn. Đi lên trên đồi thì càng lành nữa. Có một phòng cho mọi người xem nha. Có núi, có hồ, có cây luôn nha mọi người. Nhìn rất là thích luôn. Ở đây là gần, mình thấy máy thật gần luôn nha mọi người. Máy ở trên cái đồi này thật gần luôn. Nhưng mà cái đồi này dốc quá, mình không trèo lên được. Mình chỉ đi đến đây là cao nhất rồi. Bây giờ mình phải xuống đồi nha mọi người. Ở trên này không có củi để đốt, với lại nó rất là lành luôn. Nên là mình phải về lại rừng ở dưới kia. Ở dưới kia mọi người, trên này lành quá. Cái này quan trọng là không có củi để mà đốt nữa. Rất là thích luôn mọi người ạ. Từ nay nhìn được mọi thứ xung quanh luôn. Chân đông rúng. Chân đông rúng rồi. Mình không hay leo đồi, hôm nay leo lần đầu. Đã phải có 5 phút rồi. Chân đông rúng rồi mọi người. Bông quá. Cái đồi này họ mới khai thác. Giờ vừa mới trồng cây chẳng tầm tháng gì đấy. Cây mọc rất chậm. Bây giờ mình chuộng rừng để làm một số việc cho mọi người, đốt lửa rồi nượng cả thứ, rồi quay cho mọi người xem luôn nha. Vâng, đây là nhân vật chính của chúng ta. Anh ấy đứng đang con léo xuống đôi một cách chậm lại và an toàn. Bây giờ mình chuộng dậy rừng rồi nha mọi người. Chuộng chắn đôi á. Ở trên rất là lành. Dậy này nó rất là chi là ẩm luôn. Nhưng mà ẩm so với ở trên đôi. Còn thời tiết hôm nay cũng rất là lành luôn. Bây giờ mình vậy thằng bạn đang đi ra cái bờ hồ nha mọi người. Lại đi ra bờ hồ mình sẽ quay cho mọi người xem. Hôm nay thời tiết thế này nước rất là xanh luôn. Nhìn rất là đẹp. Hồ ở đây thì mình không quay được lắm bởi vì cây nó chặn hết rồi mọi người. Lại mình ra ở nơi thoang thoảng hơn. Quay cho mọi người xem. Mình mới léo xuống đồi cho nên là rất là mệt mọi người ạ. Bây giờ mình đang đi ra khỏi khu rừng nha mọi người. Không quay bên nữa. Ở đấy có một số người lên nậu nước nhưng mà ý thức không biết thế nào nhưng mà rạc vẫn bỏ nguyên chi mọi người ạ. Để từng động ở trong góc luôn. Đây hôm mình đi ra khỏi khu rừng. View rất là đẹp. Ở đây là hồ nha mọi người. Hồ thì không phải là hồ nhưng mà ở đây người ta gọi là cái đập. Đập Vương Đông Thanh Yên Thanh nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì họ sắp có một cái dự án hình như là làm khu sinh thái gì ấy. Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà cứ đến mỗi mùa hè là họ cứ lên đây hỏng mát rồi ngồi nói chuyện. Nhưng mà mình mùa đông cũng lên đấy. Mọi người xem nhá, ở đây view rất là thích luôn. Nhưng mà mỗi tối hôm nay rất là lạnh cho nên là ít người đi đến đấy. Máy về vậy. Máy ít người đi. Mình mới léo xuống đồi cho nên là cũng đứng rất là nặng mọi người ạ.
Thấy gió rất là mát nhưng bình thường thì nó sẽ rất là lành luôn. Cái hồ này mọi người này, nước rất là sạch luôn mọi người ạ. Bây giờ mình đi sang bờ bên kia nha mọi người. Bên kia nó có cái bãi để mình độn củi với cả thứ. Ở bên này nó không có cái bãi nào nên là rất là khó độn củi. Với lại củi ở đấy nhiều người nước nấu ăn cho nên là củi nó hết rồi, rất là khó kiếm củi để độn mọi người. Bây giờ mình đi xe máy qua bên bãi bên kia. Bây giờ chúng tôi đang đi ra điểm có một cái view rất chi là đẹp. Hôm nay bọn mình tịnh là đéo cuộc lên đào cái ở mội này nhá, nhưng mà chó trời mưa với lại cuộc hôm nay như cuộc nhà mình nó bị gãy như vậy. Cho nên là mình đeo lên để đào được cái ổ mội này. Hôm sau mình sẽ làm cái video đào ổ mội cho mọi người nhá. Ở dưới là có một con mồi chuột rất là to luôn. Và ta sẽ nượn hoặc là rạn nó, ăn rất là thơm. Vì hôm nay mặc dù không có nặng nhưng nhìn hồ đất chỉ là đẹp. Đẹp cho mọi người. Mọi người thấy sao ạ? Trời đất, nước đất kia là trong xanh nha mọi người. Hầu như mọi người, cả thanh niên ở Yên Thành là hầu như là đến đấy là chơi rồi nượng cả thử mà nghĩa hầu như là ai cũng biết rồi. Chỉ có những người ở ngoài huyền đó, ngoài huyền hoặc là ngoài tỉnh thôi mọi người ạ. Chưa biết đến cái đập này gọi là đập Vưng. Mình cảm nhận ở cái đập này nó giống như là đồ chè thanh chương mọi người. Trông thấy chưa? Mọi người có biết đồ chè thanh chương không ạ? Nó còn cái mô này rất là giống đồ chè thanh chương luôn. Vâng. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi bẻ củi. Trời đất này, đất dày bì rồi, cảm ơn mọi người. Củi hôm nay rất là ẩm mọi người ạ. Tội quá nó mưa rất là to lắm. Dưới không biết lạt nửa độ nó có chạy hay không. Trâu đi. Bạn mình nó đang bẻ cái cây nha mọi người. Nhưng mà sức người. Nó gầy đó mọi người ạ. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm bẻ củi của bạn mình là mấy cái tâm rất là đẳng cấp. Gầy đó mọi người ạ. Vừa thả thế mới vừa được. Bọn mình tịnh bẻ thật nhiều củi nhỏ để đột, nhưng mà giờ bẻ được cái cây rồi thì chắc cái cây này đột hết buổi rồi mọi người ạ. Chờ mình về cái bãi chuẩn bị đốt lửa nha mọi người. Cái này ở chỗ đó. Ủa? Cái này ta vặt đó. Mưa bây giờ mưa phun thôi mọi người ạ. Mưa nó to dần. Bẻ củi đi. Thằng bạn mình đang bẻ cái củi to nha mọi người.
Ôi dạ. Ôi dạ. Tắt được rồi, thôi là độ độ nó chạy rồi. Chụp nhiều cái trông vô một chỗ đó. Ướp đây. À đây đây đây. Trời mưa càng ngày càng to mọi người ạ, không biết là lạ độn có chạy không. Nói chúng cũng là mưa phùn thôi chứ không phải là mưa mưa. Cái hai ạ. Mình cầm camera cho nên là để thương màn mình bè một mình nha mọi người. Một thôi đi kiệm thêm củi thì nhà mình kiệm được thêm này đấy nha mọi người, cũng khá là nhiều đấy. Bây giờ là bọn mình là chuẩn bị đốt được củi nha. Thì hôm nay mình mang theo một ít khoai lang với lại một ít trứng để nượng cho mọi người. Trứng là mình sẽ đắp bồn nượng này, chứ không phải là lọc kiểu bình thường hay là rạn đâu. Mình sẽ lạt nữa sẽ cọ cả cống đoàn nước, mọi người chuẩn bị xém nhá. Lại đâu bồn đâu. Trứng ở đây nha mọi người, trứng với củi nhá. Đi gần gần đi gần này đấy. Nó quay cầu nuôi không cần. Thì tiếp theo thì mình sẽ đi kiệm bùn nha mọi người. Kiệm bùn để mình bọc ngoài quả trứng sau đó nượng nhé. Đất này thì mình bỏ trong cái bao này rồi cho nước vô cho nó dẻo nhá. Để cho nó dễ vắt vào cuộn trứng mọi người ạ. Chứ để này nó rơi quá. Nhiều được nhá.
nhiều quá ít. Đấy, đoạn này mới tua nhỉ, mình sẽ nói. Còn được bởi vì mắt, mắt nhỏ nhưng còn vẫn bị mình ngồi một chút. Dẻo lắm, dưới này tôi cùng nào. Mắt xong. Vắt đất nha mọi người. Hình như là chó hơi nhiều nước rồi mọi người, chuột loẹt luôn. Đồ vắt trực cho mọi người, bọc bùn ngoài cho mọi người. Rất là chuyên nghiệp luôn mọi người ạ. Sau một hồi nhau nằn, mình đã sống 5 quả trứng nha mọi người. Và đây thành quả của mình. Nhìn rất là tròn luôn nha mọi người. Bạn mình cũng biết sao nó vắt. Cực kỳ tròn luôn. Rồi. Hôm qua trời mưa cho nên là mình biết hôm nay lạ sẽ ướt mọi người ạ, cho nên là phải đéo thêm dậy cái này ông, đéo thêm dậy mà đốt chứ không là đốt nó sẽ không chạy được. Bởi vì là lạ giờ là ướt hết luôn, ẩm ướt không thể nào mà đốt được. Khoái đây nha mọi người, nhẹt khoái quá chứ. Hồi theo là một tháng, là 1, 2, 3, 5. Tạm củ khoai mọi người ạ. Để mùa đây. Bây giờ bọn mình bỏ khoai vào để bắt đầu nướng nha mọi người. Khỏi quá. Hình như là có một củ khoai thanh thản đấy các bạn ạ. Một nửa là hình như là chạy hết rồi. Chỉ ăn được một nửa nữa thôi. Để đâu, để đến cái dậy lại cái dậy. Bây giờ mình bỏ trứng vào bếp nha mọi người. Bỏ đi. Mình hình như là bắt ổ khởi to cho nên không biết có chịu được. Không tự không. Bây giờ mình sẽ lấy khoái ra nha mọi người. Hình như là nó bị chạy rồi. Mình chạy nên chưa chịu đây đó. Cú thì chạy, cú thì đứng sườn các bạn ạ. Bận chân nào.
Có một cái quái rất là ngon các bạn. Wow. Wow. Chất được. Mọi người nhìn nhé. Ui giời. Loài khoái này nữa rất là ngọt nha mọi người. Khoai lang đỏ nha. Ăn rất là ngọt và thơm luôn. Trứng chín mọi người ạ. Cả lúc đã ăn khoai trứng chín. Bọn mình thử món trứng nha mọi người. Trước khi ăn món trứng bọn mình sẽ làm rất là thơm luôn. Thử đồ chậm nha mọi người. Phải có bột xếp chậm nha. Hôm nay đồ chậm sẽ có sẽ đặc biệt hơn. Bột xếp mì tôm của cô My các bạn ạ. Coco My tài trợ. Nha Coco My tài trợ video này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc trứng nha. Chắc các bạn không cần phải hướng dẫn bóc trứng nữa đâu nhỉ. Trứng là chín không có lông đào hay là gì đâu nhá. Rộng lọc luôn các bạn ạ, rộng mình luộc á. Nhưng hương vị nó sẽ thơm và ngon hơn. Mình sẽ review vị của quả trứng này. Nhìn rất là hay các bạn ạ. Quá đông ạ, đau ra bên trong đấy, không còn nặng. Mình thử món trứng nha mọi người. Trứng rất là nọng mọi người. Ăn nó nọng, rất phù hợp cho không khí lành này. Thơm mà đấy. Ừ, nghe nhá. Hình như là nó hơi khô so với mình lọc mà. Dạ. Lông đà nha mọi người, rất tuyệt vời luôn. Cực kỳ thơm đấy mọi người ạ. Cùng giống như là luộc luôn nhá. Mình thấy thử quả trứng này nha mọi người. Nó còn nóng các bạn ạ. Giống như là lọc nó mình bóc rất là bình thường. Thơm. Tuyệt vời mọi người nhá. Rất là đẹp. Đấy, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem cái lông đào của nó nha. Ui da, rất đẹp mọi người ạ. Lông đào cho nó chín rồi cậu bạn ạ. Chín vàng rồi, nó không còn cái lông màu đỏ nữa đâu. Rồi đấy. Mình bây giờ bóc cái món đặc biệt ra nó cho mọi người biết nha. Đây, mọi người biết cái gì đấy không? Đồ mọi người biết đấy. Ai biết thì có thể comment nha. Comment thì phần bình luận nha. Nhưng mà mình bây giờ mình nói cho các bạn biết luôn. Ủa đây, rợn thế. Trời. Nó vừa rợn xuống đất các bạn. Lùi mình vừa rửa. Đấy các bạn. Đấy là món dại lớn nha các bạn. Dại lớn nó đứng con nón nha. Sẽ lên con nón mình hôm qua nhà thằng bà nó thiện dạy con lờn. Bây giờ bọn mình mang đi nượng luôn. Chạy lờn này là chỉ những con lờn đang con nhỏ mới ăn được nhé các bạn. Chứ nếu mà to quá rồi thì nó bị tánh nha, không ăn được nhé. Nó rất chi là tánh luôn. Bây giờ mình nượng các bạn nhé các bạn. Mình đang nượng ngọn dại lờn đấy nhé các bạn. Trứng dại của con lớn ấy, mình nói rõ hơn để các bạn biết. Mình nượng vào chậu với bột sụp nha. Mình sẽ review cái vị của cái trứng dại lớn này như thế nào cho các bạn xem. Bạn ăn bao giờ chứ? Giờ mình nượng cái dại lớn này nha mọi người.
Chứ thử trựng thử khoái thì đến mọn cuối cùng là mọn dại lớn, là trưng dại của lớn ấy. Dại lớn hình như là chị nó mỏi người ạ. Bây giờ mình thử ăn mọn này nhá. Đấy, có cô mi nhá. Thơm mà thơm nhưng mà vẫn có mùi tanh các bạn ạ. Lượng là nó khô này. Nhưng mà ngon. Các bạn có cơ hội thì thử nhá. Vì rất là lạ luôn. Rồi. Bây giờ đến thương bàn mình cảm nhận vị của dại lớn đấy nhá các bạn. Chán nhiều nhiều tí. Đặt một chút. Hãy review vị của dại lớn cho mọi người. Rất là tuyệt vời. Bây giờ là bọn mình ăn hết tất cả các món các bạn. Giờ còn đụng hai củ khoái luôn. Giờ chia hai đứa hai củ để ăn cho mọi người. Giờ ăn xong là mình sẽ kết thúc video tại đấy nhá. Rồi. Bây giờ đến thương bàn mình cảm nhận vì của dại lớn đấy nhá các bạn. Chán nhiều nhiều tí. Chậm một chút. Hãy review vì của dại lớn cho mọi người. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ạ. Ngoài tuyệt vời có chi nữa. Tánh vẫn hơi tanh không? Mình hơi đánh so với lọc. Cho nên là các bạn chảy nước mắt. Khỏi quá. Các bạn mọn này đến lọc nhá. Lọc rồi bỏ gừng vào. Bỏ gừng là ăn đờ tanh. Với lại khi mà mình chậm thì nên bỏ thêm chanh. Rồi ít ớt cay nữa. Là nó sẽ đờ tanh. Còn nó ăn rất là ngọt nhá. Ngọt rất là ngon luôn. Mình nói tanh như vậy nhưng mà nó cũng thơm mà rất là nó tốt cho tốt nhé các bạn, ăn dại lớn rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Tất cả mọi người đã xem video của chúng mình nhá. Và nhớ đăng ký kênh này, like, chia sẻ. Và đó là cái động lực rất lớn để bọn mình ra video tiếp theo nhá. Và những lần đi chơi là các bạn nhớ khi về là phải nhớ dọn dẹp lại nhá mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.